Chúc cô Tư xin chào các bạn nha. Hôm nay mình vào bếp và sẽ hướng dẫn các bạn làm món lẩu bò chay nha các bạn. Nguyên liệu chính đây là, nếu mà không có cái món này thì nó sẽ không ra cái hương vị bò nha các bạn. Ở đây là trái thảo quả, đinh hương, vỏ quýt, ta gọi là trần bì các bạn. Ở đây là quế, rồi hột ngò. Các bạn cứ vô trong tiệm mà tạp hóa đó, những chỗ mà ta bán đồ la ghim á, các bạn cứ vô đó các bạn hỏi là sẽ có nha. Bây giờ chỗ nào tạp hóa nó cũng đều có hết nha các bạn. Này, nếu mà không có cái này là không ngon nha. Rồi, đây là xả, xả một lát nữa mình sẽ bó lại, mình sẽ bỏ vào trong nồi nước lèo. Mà mình cũng quên chia sẻ với các bạn, cái này các bạn mua về xong các bạn rang nha. Rang xong các bạn mới giã nhỏ lại, mới bỏ vô cái túi, rồi các bạn sẽ bỏ vô nồi nước lèo nha. Còn đây là xả, lát mình sẽ cho vào nồi nước lèo. Ở đây là bò chay, nấm hương, nấm đùi gà nha các bạn. Ở đây có là củ sen, một củ mô phai môn, củ cải trắng, củ cải đỏ. Nấu lẩu mà bò mà không có cái này là cũng không ngon luôn. Hai cái món này là hai cái món chính. Cái quế khâu, quế chi đó là cái đó là món chính, với cái này cũng là chính nha các bạn. Nếu mà không có cái này là cũng không ngon. Ở đây là củ hành tây, củ gừng, tỏi mình đã nướng rồi. Ở đây là một dĩa rau. Đây, rau đây là có trái mướp các bạn không có thả vào nồi nước lèo nha. Các bạn lát khi nào ăn á, mình sắc nhỏ ra mình bỏ vô dĩa rau, ăn tới đâu mình bỏ vô tới đó nha. Ở đây là cải bè xanh, rau muống, mồng tơi. Nếu các bạn thích thì mua thêm cải cúc bỏ vô cũng được nha. Đó là rau tận ô á các bạn. Còn ở đây mình dùng sâu dùng xa, mình muốn ăn cái gì cũng rất là khó khăn nha. Không có mua đủ đồ như là ý mình muốn. Các bạn cũng có thể là mua rau má bỏ vô ăn kèm luôn cũng được, không sao hết. Bây giờ trước tiên thì mình sẽ đi bắt cái nồi. Mình bỏ đây là 2 lít rưỡi nước nha các bạn. Đây là 2 lít rưỡi nước, 1 lít nước dừa và 1 lít rưỡi nước lã nha các bạn. Nước lọc á là 2 lít rưỡi, mình sẽ bắt lên bếp mình nấu trước. Mình bỏ vào nồi đã 2 lít rưỡi nước rồi các bạn, mình bỏ thêm 1 lít nước nữa nha. Tại khi nào mình một lát mình nấu nó sẽ sắc rơi xuống nữa. Bây giờ mình đã bắt nồi nước lên rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ xả vào, bỏ tất cả vào nha, bỏ gói gia vị vào luôn. Gừng mình đập dập cho vào luôn nha. Rồi giờ mình bắt đây để đây mình nấu cho nó ra cái hương vị hết rồi mình mới bỏ củ cải đỏ, củ cải trắng, củ sen vào luôn nha. Bây giờ mình đã bắt nồi nước sôi lên rồi. Bây giờ mình sẽ cắt củ môn ra nha các bạn. Cắt củ môn ra mình sẽ chiên. Mà trước khi mình chiên khoai môn thì mình cũng có đôi lời chia sẻ với các bạn nha. Hôm nay mình cũng có đôi lời chia sẻ với các bạn là những các bạn nào mà ăn chay mà thuần chay hoặc là cái gì cũng có nhiều bạn là với nhiều người hướng dẫn cũng như là mình cũng đều có câu bình luận là tại sao nấu đồ ăn chay mà lại nói mặn, nói lương bò cá ếch rồi khô rồi kia nọ là đều là nói miếng mặn là còn vọng tưởng món mặn. Nhưng mà hôm nay mình chia sẻ là mong các bạn thông cảm dùm cho, tại vì bây giờ cái gì ở trên đời này cũng có cái tên. Những cái món mặn các bạn biết không là rất dễ, trâu bò heo cá gà vịt gì đều có tên rất là dễ. Còn cái món chay các bạn biết không, chỉ làm rau củ quả đậu hũ với bột để mà chế biến ra nhiều rất nhiều cái món ăn, để rồi người ta sẽ đặt cái tên, biết gì tên gì đâu mà đặt, các bạn biết không? Các bạn thông cảm thì phải đặt bằng cái tên mạng thôi. Cũng như bây giờ đây là mình chỉ để là 4 món này thôi, là các bạn thấy đó, 4 món này là cái gì, là cái này cũng là dạng như sườn non. Sườn non đây, cái nguyên liệu các bạn thấy nha, mình để cao lên cho các bạn thấy nè, sườn non. Cái này sườn non thì người ta làm miếng, còn cái này người ta sắc cục cục. Rồi ở đây là cũng làm nguyên liệu y như vậy, nhưng mà sắc cục vuông vuông. À, cũng như là cái này là người ta làm là bò lúc lắc. Đó, thành ra người ta sắc nhỏ như vậy, để cho mình mua về mình chế biến thức ăn, các bạn thấy không? Cũng là cùng một cái nguyên liệu. Rồi ở đây là lát bò chay.
rồi heo chay, rồi các loại đồ chay khác cũng đều là gà chay, cũng là một cùng một nguyên liệu các bạn. Đây các bạn thấy không? Có phải là đúng nguyên liệu không các bạn? Đúng là một nguyên liệu đúng không? Nhưng mà người ta chế ra món ăn. Bây giờ các bạn đi chợ, không lẽ bây giờ mình ra mình biết nói gì? Ví dụ những cái chỗ mà chế biến thức ăn thì người ta đã đặt cái tên sẵn rồi, rồi mình theo đó mà gọi luôn. Cái này ta kêu sườn non chay đó. Rồi bây giờ cái này là cũng cùng một nguyên liệu, các bạn gọi là cái gì? Không lẽ mà các bạn ra chợ gọi là sườn non cũng không được, tại vì cái này là nói sườn non tất nhiên là nói về cái mạng rồi. Thành ra là biết nói gì đây? Không lẽ mình nói cái cục trắng trắng, sắc vuông vuông, rồi cục trắng trắng, sắc cục cục, sao khó rất là nói. Còn cái này không lẽ mình ra mình nói ừ bán cho tôi cái miếng đen đen dẹp dẹp, rồi các bạn nói ừ ra đây bán cho tôi cái cục vuông vuông đen đen nhỏ nhỏ, các bạn thấy không? Nên các bạn thông cảm cho những người hướng dẫn nấu ăn dùm, tại vì là cái gì nó cũng phải có cái tên. Còn mình ăn mặn, ăn chay, ăn mặn, ăn chay gì là do cái tâm mình thôi. Mình ăn, mình chỉ biết là mình ăn chay cho tâm mình là thiện lành, cho mình bớt cái nóng nảy lại, cho giới tỷ ai nói cái gì đó mình muốn gây sự, mình muốn trả lời, nhưng mà thôi ờ kệ bỏ cho rồi đi, hơn thua chi một tiếng nói chẳng hạn, là như vậy. Cho mình bớt nóng tánh, cho mình bớt sân si lại, cho mình nguội lạnh lại. Mình một ngày mình ăn chay thì kể như là một ngày đó là mình đỡ sát sanh một ngày rồi. Cứ một ngày ăn chay là mình giảm sát sanh một ngày. Đó mình tích theo cái mình phải làm những điều việc thiện. Còn những người mà giờ người ta đôi khi người ta ăn mặn, các bạn ăn mặn. Đó ăn mặn đó. Nhưng mà có cái là người ta ăn, nhưng mà khi người ta giết người ta buông đao xuống, người ta cũng vẫn là thành Phật. Còn có nhiều người tu trong chùa tu nhiều năm đi mà cũng không thành Phật là sao? Đó là cũng còn có tánh là sân si, tranh đua. Còn mình ở đây là mình chỉ là chia sẻ, hôm nay mình chia sẻ với các bạn thông cảm cho những chị em hướng dẫn nấu ăn. Người cái này là người ta đặt tên sẵn rồi, mình theo đó mà mình kêu thôi. Chứ mình cũng không biết cái đó là cái gì, mình đặt cái gì. Người ta kêu vậy mình ra mình nói, bán cho tôi một ký bò chay, bò lát chay thì người ta đưa cái này. Còn cái này là bò lúc lắc thì người ta đưa cái này. Sườn chay thì người ta đưa cái này. Đó, người ta nói thịt ấm thì người ta cũng đưa là cái này. Đó, cái này người ta kêu là gân đó các bạn. Đó, gân bò hoặc gân heo. Thí dụ mình nói ra là như vậy. Cái gì cũng phải có cái tên. Thôi bây giờ mình chia sẻ với các bạn bao nhiêu đó thôi nha. Mình cũng mong các bạn là cũng thông cảm cho những chị em hướng dẫn nấu ăn. Tại vì cái này là cái tên người ta cũng đặt sẵn rồi. Cái đồ chay khó lắm các bạn. Chỉ rau củ quả với bột thôi. Cũng như giờ các bạn thấy không, tôm chay cũng là bột làm ra tôm chay, mì căn cũng là bột, rồi đậu hũ ta chế biến rồi đâu có cái tên gì để gọi. Thành ra người ta, cái này là những người chế biến thức ăn này người ta đã đặt tên sẵn rồi, mình theo đó mình kêu thôi nha các bạn. Thôi mình chia sẻ các bạn vậy, mong các bạn thông cảm nha. Bây giờ mình sẽ bắt chảo rồi mình chiên phay môn. Bây giờ mình bắt chảo dầu, dầu đã nóng nha các bạn, phải mua mình cũng đã sắc ra sẵn rồi. Dầu chưa? Bây giờ trong khi chờ đợi mình chiên phay môn nó vàng thì mình sẽ ướp thịt bò nha các bạn, ướp bò chay nha. Cho đây nửa muỗng bột niêm, nửa muỗng đường, một xí bột ngọt, mình cho muỗng hành, muỗng tỏi. Các bạn mà ăn chay kiên hành tỏi thì các bạn có thể sử dụng bơ rô nha các bạn, hành bơ rô nha. Mình ướp đi cho nó thấm. Chúng ta cho vào một miếng nước mắm chay nha. Cái này là nước mắm chay và hiệu hoa sen nè các bạn. Khoảng một muỗng cà phê nha. Để cho nó thấm một lát mình sẽ xào.
Bây giờ nồi nước mình đã sôi, nó cũng đã ra hết hương vị nha các bạn. Bây giờ mình cho tất cả củ sen, cải đỏ, cải trắng vào luôn nha. Mình nấu cho ra nước ngọt, nồi nước lèo này vậy chứ mà ngọt lắm nha các bạn. Tại có nước dừa mà rau củ quả cũng hơi nhiều nữa nha các bạn. Bây giờ phay môn đã vàng rồi, mình sẽ vớt ra. Môn này môn sáp đó các bạn, dẻo lắm, các bạn thấy chiên vàng hực luôn. Giờ mình sẽ đổ bớt dầu rồi mình xào nấm. Ở đây có một miếng tàu hũ tươi nữa nha các bạn. Nấu lẩu bò là phải có tàu hũ tươi tươi. Nãy mình bỏ tủ lạnh mà mình quên lấy ra. Mình đã chế dầu bớt rồi, chừa lại miếng và bỏ tỏi vào. Hành. Chút xíu ớt sa tế. Chút xíu ớt sa tế nha các bạn, sa tế dầu. Chút màu điều. Bây giờ mình bắt mỡ tỏi rồi mình xào rồi không nữa các bạn. Xào thịt bò, xào nấm chung vậy nè. Khi các bạn nấu bỏ vô nồi nước lèo ăn nó mới đậm đà. Cái miếng bò lát của mình nó mới đậm đà, nó mới ngon. Còn mình xào mà mình không liêm gia vị á, nó lạc lắm. Còn quà các bạn bỏ trực tiếp vô nó càng lạc dữ nữa, nó không có ngon nha. Rồi mình xào vậy là được rồi. Bây giờ rau củ quả của mình cũng đã chín rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cũng đã mềm rồi, bây giờ mình cho phay môn vào. Mình cho phay môn vào 5 phút sau thì mình sẽ bỏ đậu hũ vô, mình nêm nếm luôn. Bây giờ đã được 5 phút rồi nha các bạn, mình cho vào. Mình sẽ vớt cái bọc gia vị ra. Rất thơm nha các bạn. Thơm lắm luôn ạ. Bây giờ mình sẽ cho cái chảo đồ ăn vô nha các bạn. Chảo bò vô nha. Rất ngon luôn. Các bạn thấy lẩu bò chay mà ngon ghê chưa? Các bạn thấy hấp dẫn chưa? Ăn rất là ngon nha. Bây giờ mình nêm nếm luôn nha. Bây giờ mình cho cả một muỗng cà phê muối nha các bạn. Muỗng cà phê muối. Một muỗng rưỡi đường cát. Muỗng canh nha các bạn. Nửa muỗng bột ngọt, nửa muỗng cà phê bột ngọt nha. Hai muỗng bột nêm nha các bạn. Bây giờ mình nêm nếm lại nữa. Rất là vừa ăn nha các bạn. Vừa ăn lắm. Mình sẽ cho thêm một miếng sa tế nữa cho nó ngon nha. Mình cho miếng sa tế dầu nữa cho nó ngon, nó cay cay. Rồi như vậy là được rồi. Như vậy là đủ vị lắm đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đi làm nước chao để mình chấm rau củ quả với chấm bò nha.
Ngon quá. Bây giờ mình sôi trở lại là mình sẽ tắt lửa. Đậu bò này các bạn ăn với mì nha. Các bạn ăn với mì cũng được hoặc ăn với bún tươi cũng được nha các bạn. Các bạn thích cái gì thì ăn cái nấy nha. Rồi ở đây bây giờ mình sẽ lấy cái chén ra. Mình sẽ làm nước chấm nha. Mình cho vào đây 2 muỗng cà phê đường cát. Mình cho vào đây 4 miếng chao. Cho vào đây miếng tương đỏ, tương ớt nha các bạn. Rồi bây giờ mình quậy. Như vậy là mình ăn được rồi nha. Các bạn thích ăn chua thì nặn vào miếng chanh nha. Còn không thích ăn chua thì vậy là được rồi nha các bạn. Rồi đây là mì, chao. Bây giờ mình, bây giờ nồi lẩu của mình đã chín rồi nha các bạn. Mình hớt bọt nha. Thơm ngon lắm các bạn ơi. Bạn thấy hấp rất là hấp dẫn nha. Rồi mướp nè các bạn sắc ra. Đây giờ mình bỏ mướp vào ăn nha. Đây. Bỏ rau mùng tơi. Rất là hấp dẫn nha các bạn. Đây là lẩu bò chay. Các gà là ăn cải bè xanh bỏ vào. Bỏ vào thì ai cộng rau muống. Rất giòn nha. Các bạn thấy ngon không? Bây giờ mình lấy cái tô mình múc ra nha. Nè bạn. Mùng tơi chín rồi. Đây các bạn thấy ngon không? Lẩu bò chay nha các bạn. Đó. Các bạn nấu ăn rất là ngon luôn, vừa ngọt vừa ngon nha. Cái này là vị y như là cái vị của phở bò mặn, nhưng mà có chỉ thiếu là cái này là bò chay, chứ nếu mà bỏ vài lát bò nạc, bò thịt nữa thì nó y như là bò mặn nha các bạn, tại vì mình nấu được cái hương vị của bò mặn nha các bạn. Nhưng mà cái hương vị này không phải là nói là bò mặn là nấu về mặn mà mình nấu chay là không phải nha. Cái hương vị này hương vị là chỉ thuốc bắc thôi nha các bạn. Đó, bạn thấy rất ngon ha. Đây. Đây mì, chao nha. Rau thì cũng các bạn đã thấy rồi. Đây, đây. Rồi xong. Bây giờ món lẩu bò chay của mình đã hoàn thành rồi nha các bạn. Các bạn thấy rất là ngon nha. Nè.
cuối tuần hay là gì các bạn nấu cho cả gia đình mình ăn. Nè các bạn thấy không, rất là ngon. Hoặc là các bạn có đám có tiệc gì các bạn nấu món này cũng rất là ngon nha. Các bạn cứ bỏ vô nồi lẩu để rau để bún vậy là rất là ngon luôn. Cái này nấu ăn ngày thường cũng được và đãi đám tiệc cũng được nha các bạn. Đây, bạn thấy không, rất hấp dẫn nha. Đây tô để mình múc ra đây. Chao, mì, rau nha. Thôi bây giờ mình xin chào cả nhà nha. Mình chúc cả nhà ngon miệng với món này nha. Mình xin chào. Chúc các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe nha các bạn. Đôi khi mình nói hơi bị dấp á, thì các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Mình hay bị nói, bị hay dấp, hay lẹo lưỡi lắm các bạn. Bạn thông cảm nha. Thôi mình xin chào cả nhà nha. Mình hẹn lại clip sau nha.